Vâng, đây là cặp Evan khung tranh chép đỏ nha các bác. Cặp này về hồi sáng này giá là 12.500.000 đã bao gồm phí ship. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem xung quanh loa và tiếng loa. Loa được sở hữu thùng gỗ lạng nha các bác. Đây can zin của nó theo thời gian. Ngà vàng. Đây thùng gỗ lạng nha các bác. Dòng Evan khung tranh chép đỏ là dòng đời này là hay nhất cũng như là đắt nhất nha các bác. Đời phía trước là bát cảnh nha, bát cảnh kiểu như là những hoa văn nghệ thuật cua gỗ vậy đó. Đấy. Và cái khung tranh chép đỏ bát 25 gần ngược. Đấy. Trâu khỏe. 12.500.000 nha các bác. Evan khung tranh chép đỏ. Giá cặp này 12.500.000 đã bao gồm phí ship, lo đẹp xuất sắc nha các bác, tất cả bao zin tuyệt đối. Hoạt động hoàn hảo, các bác chỉ việc về sở hữu và mình nghi thôi. Ekeng Ekeng zin theo thời gian, mèo vàng như những cặp AR vậy các bác. Những Evan thì nghi như ná như AR. Tại vì nó đi dòng loa Mỹ, Evan này, KLH này, AR à, 3 mẫu loa Mỹ rất là nổi tiếng trong giới audio, nhạc vàng, bolero. Ai phía bên cạnh phải của cặp loa, loa thùng gỗ lạng nên là các bác trưng bày rất là đẹp, nhìn rất là chất lượng, được làm thủ công nha các bác. Các bác xem, nếu các bác xa thì em có thể ship tận nơi nha. Chuyển khoản đủ thì em bớt 200, bao ship toàn quốc. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu là em ship hàng nha. Có lưu ý cái dòng Evan khung tranh chép đỏ là cái dòng này, đời này là đời cao nhất nha các bác. Còn những cái đời kia thì cái thùng nó nhỏ hơn và rỉ hơn. Phía sau thì có trạm loa và cái những cái giấy tờ như những bị rách theo thời gian đấy. Khung thành sắc cạnh hết nha các bác. Này hai trạm loa, đây là những cái tinh chỉnh của cho giải cao này. Evan loa picker, đây là trạm âm, đây là trạm dương. Loa trợ kháng là 8 ohm nha các bác. Đấy. Đây là giấy tờ catalog hướng dẫn sử dụng. Rồi, bác nào có yêu thích cặp Evan khung tranh chép đỏ này thì alo cho em Chí nha. Em về được một cặp duy nhất nha các bác. Đây là hai số điện thoại của em, các bác có thể liên hệ cho em Chí qua hai số điện thoại này để chốt cặp loa Evan này. Phối ghép với những dòng này, các bác đánh những dòng âm ly đèn hoặc là những dòng âm ly receiver cổ, những dòng bán dẫn cổ của Sansui hoặc là Fixer. Và những dòng là âm ly Pioneer vân vân. Những dòng âm ly đánh sò sắc là sức âm biến thế thì đánh những con cặp loa này rất là hợp và tuyệt vời. Nghe những dòng nhạc trữ tình, tiết tấu chậm. Rồi video đến đây là kết thúc. Các bác nào có sở hữu thì alo cho em nha.